Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch viêm phổi Vũ Hán có thể dẫn đến nạn đói toàn cầu khủng khiếp như trong Kinh Thánh từng miêu tả. Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 4 đã cảnh báo thế giới có nguy cơ đối mặt với nạn đói có nguy cơ như được đề cập trong Kinh Thánh do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Ông David Buxley, Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, ngày 22 tháng 4 năm 2020 đã cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một nạn đói trên diện rộng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh ông David Buxley, Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới. Ông nhấn mạnh vào có khoảng 30 quốc gia đang phát triển có thể đối diện với nạn đói, trong đó có 10 quốc gia với hơn 1 triệu người đang trên bờ vực suy dinh dưỡng. Ông nói như sau: "Chúng tôi không nói về những người ôm cái bụng đói đi ngủ, mà chúng tôi nói về tình trạng cùng cực, nguy cấp về những người đang đứng trên bờ vực chết đói." Báo cáo lần thứ tư toàn cầu hàng năm về khủng hoảng lương thực ước tính rằng số người bị đói có thể tăng từ 135 triệu lên đến 250 triệu người. Những người có nguy cơ cao nhất là ở 10 quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu. Đó là các quốc gia như Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Nigeria và Haiti. Ông Buxley cũng nhấn mạnh như sau: "Dịch viêm phổi Vũ Hán vốn không ai có thể lường trước đã đưa chúng ta đến một giới hạn chưa từng có, và giờ mới là một cơn bão thực sự. Chúng ta đang phải đối diện với sự lan rộng của nạn đói, có quy mô được đề cập trong Kinh Thánh." Người đứng đầu của Tổ chức Lương thực Thế giới vừa mới hồi phục sau khi mắc viêm phổi Vũ Hán đã bắt đầu cuộc họp ngắn của Hội đồng Bảo an bằng câu "xin lỗi vì đã có nói một cách thẳng thừng như vậy". Không có gì là quá thẳng thừng với những gì đã có thể xảy ra mà thế giới sắp phải đối mặt. Thậm chí trước khủng hoảng về sức khỏe toàn cầu này, cái mà ông David Buxley gọi là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất kể từ Thế chiến lần thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Buxley cũng bày tỏ lo ngại rằng 30 triệu người và có thể nhiều hơn nữa có thể chết trong vài tháng nếu Liên Hợp Quốc không đảm bảo thêm kinh phí và thực phẩm. Nhưng đây cũng là một thế giới nơi các nhà tài trợ đang quay cuồng với chi phí tài chính quá cao của cuộc khủng hoảng tài chính gây ra và do đại dịch viêm phổi Vũ Hán đưa đến cho họ. Ông Buxley cũng nói rằng không ai nói với ông rằng họ sẽ quay lưng lại với những người dễ bị tổn thương nhất, nhưng ông thừa nhận họ sẽ cần đánh giá tình trạng nước mình trước. Ông cảnh báo rằng sự hỗn loạn ở những nơi khác có thể quay trở lại trên khắp thế giới. Và ông Buxley cũng đặt ra yêu cầu cần phải hành động ngay lập tức trước khi hàng trăm triệu người rơi vào cảnh chết đói. Đây là hình ảnh bài phát biểu của ông David Buxley, Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, được trích dẫn trên trang web của tổ chức này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một cuộc họp video, ông Buxley cảnh báo rằng sự thật là chúng ta không có thời gian. Ông kêu gọi phải hành động và nói: "Tôi tin rằng với chuyên môn và sự hợp tác của chúng ta có thể tập hợp các đội ngũ, triển khai các chương trình cần thiết để chắc chắn đại dịch viêm phổi Vũ Hán không trở thành khủng hoảng về thực phẩm." Và ông Buxley đã đề xuất một loạt các biện pháp để tránh điều này xảy ra. Ông nêu yêu cầu tất cả những thành viên tham gia chiến sự cung cấp quyền truy cập không ngăn cách cho viện trợ nhân đạo, cũng như đầu tư 350 triệu đô la vào việc tạo ra mạng lưới trung tâm hậu cần đảm bảo sự vận chuyển viện trợ trên toàn thế giới. Lãnh đạo chương trình lương thực thế giới nói tiếp như sau: "Trước hết, chúng tôi cần hòa bình." Ông Buxley cũng nêu ra sự cần thiết của các hệ thống cảnh báo sớm, đồng thời lưu ý rằng tầm quan trọng của việc tránh thiếu hụt tài chính, gián đoạn thương mại và mất truy cập đến các bộ phận dân cư đang đói khát này. Và ông kết luận: "Thời gian không thuộc về chúng ta, vì vậy hãy hành động khôn ngoan và nhanh chóng." Và trên thực tế, tình trạng mất an ninh lương thực đã gia tăng từ năm ngoái và dịch viêm phổi Vũ Hán dường như làm trầm trọng thêm tình hình. Đây là hình ảnh giới thiệu về báo cáo toàn cầu hàng năm về khủng hoảng lương thực lần thứ tư trên trang web của chương trình Lương thực Thế giới. Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực cho biết trong năm ngoái có 135 triệu người ở 55 quốc gia đang phải sống trong tình trạng khủng hoảng lương thực nghiêm trọng hoặc tình trạng nhân đạo khẩn cấp. Đây là con số cao nhất trong 4 năm Liên Hợp Quốc thực hiện báo cáo, sau khi tăng thêm hơn 20 triệu người. Nguyên nhân là do các cuộc khủng hoảng và xung đột, cú sốc kinh tế và các hoạt động có yếu tố liên quan đến thời tiết như hạn hán. Báo cáo cũng cho thấy khoảng 183 triệu người khác có nguy cơ rơi vào khủng hoảng lương thực nếu phải đối mặt thêm
với một cú sốc mới. Do việc thu thập dữ liệu cho báo cáo này kết thúc trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, nên tác giả báo cáo cảnh báo rằng đại dịch có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với hàng trăm triệu người vốn đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực nói trên. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cùng ngày dự báo số người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể tăng lên gần gấp đôi trong năm nay, lên tới 265 triệu người vì tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng theo tổ chức lương thực này, doanh thu du lịch giảm đi, lại hạn chế nhiều lĩnh vực khác, đều ảnh hưởng của dịch viêm phổi sẽ khiến cho khoảng 130 triệu người rơi vào hoàn cảnh nghèo đói cùng cực trong năm nay, cộng với số khoảng 135 triệu người đang sống trong tình trạng này trước đó. Và trong những ngày gần đây, dưới ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cảnh báo khủng hoảng lương thực liên tục được đưa ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là hình ảnh ông Quy Đông Du, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Dịch viêm phổi Vũ Hán đang ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến an ninh lương thực của nhiều quốc gia vì lệnh đóng cửa biên giới và hạn chế thương mại của nhiều quốc gia. Những biện pháp đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán như cấm nhập cảnh, đóng cửa biên giới và hạn chế thương mại tự do đang tạo nên những áp lực chưa từng có tới mạng lưới cung cấp thực phẩm trên toàn thế giới. Và ông Quy Đông Du, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã đưa ra tuyên bố mới nhất kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán với chuỗi cung ứng thực phẩm và ngăn chặn khủng hoảng lương thực trên quy mô toàn cầu. Và Đông Như cũng nhấn mạnh rằng khi các nước buộc phải ban hành các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, họ cần phải tìm cách giảm thiểu các tác động tiềm tàng tới hoạt động cung cấp thực phẩm hoặc lương thực trên toàn cầu. Một số quốc gia đang gián tiếp gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu có thể kể đến như Kazakhstan. Nước này đã cấm xuất khẩu bột mì, hạt broker tức là kiểu mạch, đường và một số loại rau. Hay như Nga đã đình chỉ xuất khẩu ngũ cốc chế biến. Việt Nam, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới, hiện tại cũng đang dự trữ gạo và tạm dừng xuất khẩu. Hoạt động nông nghiệp cũng là mối quan tâm đáng lo ngại khác. Đây là hình ảnh một cánh đồng đang chờ gieo trồng ở gần thị xã Kentin ở Đức, ảnh chụp ngày 18 tháng 3. Mỗi năm có khoảng 300.000 công nhân thời vụ làm việc tại các trang trại của Đức, nhưng nước này đang gặp khủng hoảng về lao động thời vụ do vụ thu hoạch thì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tràn đến. Ở một số nơi trên thế giới, mùa xuân là thời điểm rất quan trọng để trồng trọt hoặc thu hoạch. Nhưng việc hạn chế thương mại, giao dịch nông sản, đặc biệt là những quy định về giới nghiêm ở nhiều quốc gia sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thu hoạch, trồng trọt cũng như đầu ra cho nông sản. Và tờ báo Le Monde của Pháp ghi nhận nông nghiệp châu Âu bị tê liệt trong đại dịch. Việc đóng cửa biên giới vì cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có đang khiến các nhà sản xuất nông nghiệp ở khắp châu Âu khó kiếm được người lao động thời vụ như mọi khi, chủ yếu là những người lao động đến từ Đông Âu sang, trong lúc các sản phẩm nông nghiệp đang vào vụ thu hoạch. Mỗi năm vào thời điểm thu hoạch, rau hoa quả này, các cánh đồng ở Tây Âu vẫn đón nhận hàng trăm nghìn lao động thời vụ từ Đông Âu sang. Giờ đây, phong tỏa để ngăn chặn dịch đã làm cho các vụ mùa từ khắp các nước ở châu Âu có thể bị phá hỏng vì thiếu lao động. Từ báo Le Monde nêu một ví dụ ở Tây Ban Nha, quốc gia sản xuất hoa quả hàng đầu ở châu Âu, thì giờ đây hầu như tất cả các cánh đồng ở nước này không có người thu hoạch. Tờ báo này cho hay, không chỉ ở Tây Ban Nha mà khắp ở châu Âu, Pháp, Bỉ, rồi Hà Lan, Đức sang tới Ba Lan, đâu cũng nêu báo động về tình trạng nông nghiệp bị tê liệt vì khan hiếm nhân lực. Các nước đang cố gắng trong điều kiện cho phép để tìm ra những giải pháp tình thế tạm thời giải cứu ngành nông nghiệp sản xuất ra lương thực, thực phẩm thiết yếu với cuộc sống hàng ngày. Julia Klöckner, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức thì cho biết, nông trại và các nhà sản xuất thực phẩm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì lệnh cấm của chính phủ Đức. Thông thường có khoảng 30.000 nông trại cần tiêu thụ trong tháng 3, không chỉ trong vụ thu hoạch măng tây mà còn là gieo hạt và trồng cây mới. Và trong tháng 5, số nông trại có nhu cầu thu hoạch và xuất bán lên tới 80.000. Có thể nói, lương thực toàn cầu là một ván cờ nhân đạo và nhân loại đang phải tự thua, tức là bất lực trước thực tại vì không có người để làm việc. Đây là hình ảnh một nhân viên của tổ chức chương trình Lương thực Thế giới vận chuyển các thùng hàng cứu hộ lên máy bay ở Somalia. Tổ chức Lương thực Thế giới khẳng định chúng ta đang sản xuất đủ lương thực cho tất cả mọi người trên trái đất. Tuy nhiên, khoảng 1/3 số đồ ăn đó bị bỏ đi vì lãng phí, trong khi khoảng 820 triệu người nghèo vật lộn với con đói mỗi ngày. Khi đưa đại dịch Vũ Hán vào ván bàn cờ này, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn nữa.
Trên trường quốc tế, những nước dựa vào nhập khẩu lương thực nhiều hơn xuất khẩu sẽ chứng kiến lạm phát giá thực phẩm tăng cao, ví dụ như ở Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và ở những nước có nền kinh tế, có đồng tiền yếu cũng sẽ bị tác động, ví dụ như Ấn Độ hay Indonesia. Tổ chức Lương thực Thế giới nhấn mạnh rằng hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong đại dịch. Fitch Solution cho biết rằng các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam xuất khẩu gạo, Nga ngũ cốc, Kazakhstan lúa mạch, bột mì, dầu hướng dương nên xem xét nhất các lệnh hạn chế xuất khẩu gần đây nếu trữ lượng quốc nội đã đầy đủ. Và các tổ chức khu vực như Food Industry Asia, Asia Alliance cũng kêu gọi chính phủ đảm bảo cách ly xã hội không gây gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Về phía người tiêu dùng, hai tổ chức này nhận định tích trữ lương thực quá 14 ngày là không cần thiết. Nếu ai cũng chỉ mua vừa đủ, chúng ta có lương thực cho cả những người nghèo cầm cự qua dịch bệnh. Nếu một nhóm người tích trữ quá nhiều, chuỗi cung ứng sẽ bị sụp đổ. Và Kinh Thánh đã miêu tả về những biến cố và tình trạng sẽ đánh dấu kỳ cuối cùng của thời đại hay kỳ tận thế. Kinh Thánh gọi kỳ này là những ngày sau cùng và thời kỳ cuối cùng. Một trong những số đặc điểm đáng chú ý của những ngày sau cùng hay thời kỳ cuối cùng được tiên tri là nạn đói kém xảy ra trên hết mọi nơi trên khắp thế giới. Nhưng nhân loại có thể tránh được đại họa này bằng cách hợp tác với nhau, cùng nhau chia sẻ gánh nặng hậu quả mà đại dịch đã gây ra. Tại Việt Nam, dường như một số nhà làm chính sách đưa ra dự báo có thể diễn ra nạn đói trên diện rộng, nên chính phủ Việt Nam vừa qua đã tạm ngừng xuất khẩu gạo. Và với dân số gần 100 triệu dân thì Việt Nam cũng cần phải đề phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm tránh khủng hoảng và thiếu thốn lương thực cho người dân trong hoàn cảnh khó khăn này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản tin Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch viêm phổi Vũ Hán có thể dẫn đến nạn đói toàn cầu khủng khiếp như trong Kinh Thánh từng mô tả. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.